Hello đây. Dạ, em tên là Nguyễn Trọng Phúc, hiện tại đang học lớp 11 ở trường Phổ thông Hết Nhân Đời Mình Ơi Bến Tre. Một chút nhớ em đây, một chút mơ xưa đây, một chút thương anh mà xa như khói mây. Một chút yêu thương mà đau đến cháy lòng. Một chút nhớ thanh hoài, một chút mơ gấp lại, một chút yêu thôi mà buồn môi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thương và yêu đến khi ta ngơi. Bao lần đã cố nhiều lòng phải quên đi, mà tìm lời sao nên trái tim này mà dòng máu nóng để nhiều anh. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thay xưa lần lần là hình bóng em. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi, nó xin ra là để yêu nhau chẳng rồi sao. Tình yên ở đây trong đầu xa vời. Buồn môi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thương mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế vẫn cứ yêu thương và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tìm lời sao mềm yếu quá vậy. Trái tim này mà dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thay xưa hình bóng ơi. Chút nữa